Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Bokin Anime nhé. Câu chuyện hôm nay sẽ cực kỳ thú vị, mọi người xem thấy hay thì like và share để ủng hộ cho team mình nhé. Cùng tìm hiểu câu chuyện hôm nay là gì nào. Mở đầu là cảnh một cậu bé tóc xanh làm việc cho một kho đông lạnh trên thuyền. Lúc này những con cá đông lạnh bắt đầu rơi xuống nhưng cậu bé đó đều né được hết. Rồi đột nhiên những con cá đông lạnh dừng rơi lại và cậu bị chuyển đến một không gian khác bị trói lại với cái biển đã bán. Cậu bị trói và ở trong một quả cầu được ông già ác ma kéo bay theo. Sau khi được ông già đó sử dụng phép thuật để hiểu được ngôn ngữ ma giới thì ông ta giới thiệu mình là Sullivan, còn cậu bé tóc xanh này là Iruma. Cậu ta đã bị bố mẹ bán linh hồn cho lão giả ác ma này. Dù không muốn nhưng Iruma nghĩ rằng nếu là bố mẹ mình thì có thể bán thật. Cậu vùng với tưởng rằng lão ác ma đó sẽ đem cậu về để làm nồi lẩu thì đột nhiên cậu được đeo tạp dề ngồi trên ghế và lão ác ma quỳ xuống và xin cậu có thể làm cháu trai mình được không? ông ghen tị với hai người trong ma giới vì lúc nào họ cũng khoe cháu trai của mình trước mặt ông làm ông ghen tị nên muốn có một đứa cháu ông khóc lóc hứa sẽ cho cậu mọi thứ chỉ cần cậu cho ông nhận mình là cháu trai iruma thì không từ chối ai bao giờ vì cậu là một cậu bé tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người trong mọi tình huống nhưng cậu đang lưỡng lụ thì sullivan nhảy bổ đến khóc lóc xin cậu khiến cậu chấp nhận và đóng dấu vào bản hế ước sau khi bản khế ước có hiệu lực, Sullivan biến căn phòng đó thành một căn phòng nguy nga rộng rãi và toàn bộ dụng cụ và quần áo của Iruma được chuẩn bị tương tất, và ông cũng bảo cậu đi học tại học viện trường học ác ma. Cậu sợ rằng mình đi học sẽ bị rơi tái mất thì ông nhắc cậu giữ kín mọi chuyện là được và ông xịt thêm cho cậu thứ nước hoa lấn át đi mùi con người để các ác ma khác không để ý. Ông còn dọa nếu mà từ chối thì cháu chịu khó làm bữa tối của ông nhé. Thôi thì đành phải chấp nhận rồi đi ngủ thôi. Sullivan hào hứng đi ra ngoài gặp người hầu tóc đỏ của ông tên là Opera. Opera hỏi sao ông lại chọn một đứa trẻ loài người làm cháu chứ. Ông bảo đừng tò mò vì sau này cậu sẽ hiểu. Còn phía bên Iruma cậu không tin rằng mình sẽ được một phòng riêng to thế này. Cậu thay đồ rồi bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau Sullivan cùng Opera đến để được chụp ảnh kỳ yếu hôm đầu đi khai giảng của Iruma. Sau khi chụp chẹt xong thì cậu được hai người chỉ đừng đến học viện ác mà. Nhìn nó to lớn nguy nga khiến Iruma há hốc mồm và các ác ma khác trên bầu trời bay tới để dự buổi khai giảng. Cậu được Opera đưa đến cổng trường vừa đi vào thì bị bọn cờ đỏ sờ gáy. Cứ ngỡ mình chuẩn bị bị ăn thịt thì đám sao đỏ chỉ nhắc cậu đi nhầm hướng rồi. Cậu đi qua một thằng tóc vàng cơ bắp đòi đánh giáo viên của mình để được thăng hạng. Cậu ra chỗ ngồi thì xung quanh toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa đầu bùi rẻ rách, nhưng chỉ muốn cho chúng nó mấy viên vitamin đạo đức vào mặt. Buổi chào cơ thì phải hát quốc ca nhưng lời nhạc toàn là ăn thịt người thôi nghe bài hát mà Iruma sợ tụt rái lên cổ. Mặt mày xám xịt vào, sau khi hát xong thì người giới thiệu bảo mời thầy hiệu trưởng cũng có thể là ma vương tiếp theo lên bục phát biểu. Sau khi biết hiệu trưởng là ông mình, vừa bước lên bục thì ông khoe luôn có thằng cháu Kute Phu Mai con bỏ cười đang học trường này rồi ông còn khoe cả tấm ảnh chụp cùng Iruma khiến cậu chỉ biết ôm đầu vì ngại. Và cả buổi phát biểu chỉ để khoe thằng cháu rồi đi luôn kế đến là thiên tài của trường Asmodus lên phát biểu nhưng khi cậu ta đi đến bục thì thay đổi quyết định thay đổi người lên phát biểu là học sinh danh dự Iruma. Thế là mọi ánh mắt đều dồn hết lên người Iruma. Cậu không biết nói cái gì thì tấm ảnh lật sang trang sau một số ký tự. Thế là cậu hít thở một hơi sâu rồi đọc toàn bộ nội dung trong tờ giấy đó khiến cả lũ bên dưới và các thầy cô xây sầm mặt vầy vào. Đất trời rung chuyển dữ dội. Còn ông Sullivan thì vẫn tự tin cầm máy quay thằng cháu mình sau khi cậu đọc xong bên dưới hô hào lên vì cậu đọc hết tất cả. lúc này giáo viên đi ra nhắc nhở cậu không được đọc cấm chú vì nếu đọc vấp hay sai thì sẽ bị nổ tung luôn. nhưng ông thầy vẫn khen cậu ngầu hết sẩy. cậu hỏi tác dụng của câu cấm chú là gì thì được biết nó giúp cả ngày cậu không bị ngã. đánh đổi cái mạng để không bị ngã thì hơi lỗi nhỉ? lúc cậu vừa đi xuống bục thì alice gạ đấm nhau luôn vì dám tranh quyền cầm mũi dây. thế là đám học sinh dồn ra ngoài sân để xem trận cơm bạt của hai người. Alice thì là ác ma giỏi dùng ma thuật lửa, còn Iruma thì giỏi né. Dù Alice cố gắng dồn bao nhiêu đòn đi nữa thì Iruma vẫn né sạch, đó là bản năng vô cực Iruma. Năng lực né tránh nguy hiểm có tính áp đảo. Cả hai kiệt sức ngồi bệt xuống nhưng bị đám học sinh kích kích khiến Alice cáu triệu hồi thanh kiếm lửa để xuyên cậu. Nhưng Iruma né được khiến Alice mất đà lao đến sắp đâm vào một nữ sinh khác. Iruma thấy vậy liền chạy đến kéo lại thì sắp ngã nhưng cấm chú hiệu nghiệm khiến cậu không bị ngã vào vật Alice cắm đầu vào đất Thế là sau vụ đó chuyện hai người đánh nhau nổi lên khắp báo và được treo lên biển của trường. Lúc này Iruma đang ở phòng hiệu trưởng thì Alice vào. Cậu tưởng Alice trả thù mình nhưng Alice lại quỳ xuống muốn xin cậu nhận làm chủ nhân còn mình sẽ phục tùng cậu. Cậu hứa sẽ giúp Iruma trên con đường trở thành ma vương. Hôm nay Iruma mơ được sống cùng bố mẹ và được bố mẹ cương chiều nhưng bất ngờ bị bán cho một ác ma. Tỉnh dậy mới biết chỉ là mơ. Cậu ra ngoài ăn sáng cùng với một bàn đầy ụp đồ ăn, cậu ăn uống no nê vừa uống ngụm trà thì ông bảo nay là buổi đi học đầu tiên khiến cậu giật mình phụt hết trà. Cậu sợ không dám tới trường vì sợ bản thân mình bị bại lộ, nhưng Sullivan đã chuẩn bị cho cậu hàng tá món quà cùng sách vở và đồng phục để cậu đi học rồi. Nhìn khuôn mặt mong chờ của ông nên cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ đi học. Cậu vừa đi đến cổng trường thì Alice đã ra đón và nói rằng đã chờ cậu từ lúc nửa đêm khiến cậu giật mình bảo rằng không phải làm thế đâu. Đám học sinh kia thì ngưỡng mộ vì cậu đã biến tên thủ khoa thành thuộc hạ của mình. Họ cùng nhau đi đến phòng sử ma vì truyền thống của trường là mỗi học sinh đều phải triệu hồi một sử ma để làm đầy tớ cho mình. Cấp bậc của học sinh được đánh giá vào đẳng cấp của sử ma triệu hồi được. Đến phòng thì lúc này thầy giáo cũng đi vào trong. Ông thầy này tên là Calego trong cục xúc đéo chịu được. Vừa vào thì ông đã bảo sẽ dọn dẹp rác để trường sạch sẽ hơn nhất là đứa rác dễ cậy thế ông nội để đọc cấm chú trong buổi khai giảng và cả thằng ớt ơ dám ẩu đả với thầy giáo vào ngày khai giảng nữa. Ông lôi ra một cái bệ Hello Kitty phiên bản ma giới, cách để triệu hồi sử ma. Bước một dùng máu vẽ một đường tròn trên giấy da. Bước hai là cầm giấy da và bước vào ma pháp trận. Bước ba đốt miếng giấy da bằng ngọn lửa từ cây nến được đặt ở giữa ma pháp trận và bước cuối sử ma sẽ được hình thành từ khói. Ông thầy còn giải thích thêm nếu sử ma làm hại người triệu hồi thì sẽ bị trừng phạt. Ông ta còn trừng Iruma một cái Alice bảo hay để tôi xử luôn thầy nhé. Điếu mẹ ác chiến thế, mọi người bắt đầu triệu hồi sử ma của mình. Đến lượt Alice thì cậu triệu hồi được một con mãng xà gót gọn khiến cả hội trường phải trầm trồ. Đến lượt Iruma cậu giòn rén đi đến vòng tròn ma pháp vì sợ thành tích thấp quá thì bị đổi học. Nhưng khi cậu đốt tấm ra đó thì một luồng sức mạnh tím tỏa ra và tờ giấy ra đó có lý hiệu của ác ma Kalego. Mà Iruma lại là con người nên sử ma cầu triệu hồi chính là ông thầy Kalego của mình với nửa thân trên còn nửa thân dưới chưa chui chết sang. Ánh mắt ta chạm nhau, Cậu liền chạy ra kéo chân thầy lại thì thầy bảo đất bây giờ đẩy nó lên đi. Sau khi đẩy được sang thì ông thầy chạm vào vòng tròn ma pháp và cuối cùng biến thành một con sử ma chim béo bễu người lại. Alice thì cực kỳ khâm phục vì Iruma có thể chịu hồi ác ma làm sử thi cho mình. Ông thầy thấy thế định sử Iruma thì bị khế ước giật cho tung người. Thế là hai người tìm Sullivan giúp nhưng ông nói rằng phải sau một năm mới chấm dứt khế ước nếu không cả hai sẽ cùng chết. Nghe đến đây thầy Caligo ngất con mẹ nó ra đất hôm sau bảng thông tin dán đầy bài báo về vụ chiều hồi được ác ma hai người đi đến phòng thực hành thì có một quả bóng xanh lăn đến làm đổ các thùng rỗng đó là cô bé kara với cái tinh thần không được bình thường cho lắm hay nói cách khác là rất năng động cô lên mồm rủ iruma chơi cùng và giới thiệu về các món đồ có trên người mình trông như con tăng động alice cũng bảo rằng con này tăng động đấy thầy giáo thấy vậy liền đưa cả ba ra ngoài sân chơi ở bên ngoài clara cầu xin iruma chơi cùng mình mà Iruma lại rất ngoan nên luôn giúp đỡ mọi người nên cậu đồng ý chơi cùng Clara. Alice rất tức giận về những trò mà Clara bày ra nhưng Iruma cũng rủ cậu chơi cùng nên cậu cũng đành chơi cùng. Đang chơi ngon lành thì Clara cầm hẳn cái diều chiến vào để chơi cùng cho vui. Mẹ nó đang chơi tí rớt cái đầu xuống. Sau một thời gian chơi cùng nhau hai người đã mệt lử nằm ra đất. Lúc này Clara lôi từ trong chiếc túi ra một chai nước. Hóa ra túi có cô có thể bất cứ thứ gì mà cô đã thấy một chiếc túi Doraemon phiên bản Shopee. Lúc này ở hàng lang có ba tên ác ma khác thì Gara chạy ra được cậu ta xoa đầu và cô ngoan ngoãn đưa nước cho cậu ta. Cô nói với Iruma rằng cô sẽ đưa cho những người đó những thứ họ thích để có dịp họ sẽ chơi cùng mình tiếp và cô cũng bảo rằng cô sẽ cho Iruma những thứ cậu muốn chỉ cần chơi với mình. Sáng hôm sau cái đồng hồ gà chết thui kêu như khỉ ăn ớt, cậu đi đến trường và lại tiếp tục cùng Gara chơi tiếp với Alice chơi xong khi clara đang đi bộ trên hàng lang cô vô tình nghe được đám học sinh cô trò nước hôm qua nói rằng chơi với cô chỉ để lợi dụng có đồ ăn vặt thôi tiền trao cháo múc không đi đâu mà thiệt clara chỉ lặng lặng nghe rồi bỏ đi cô bỏ ra ngoài thì thấy yuma ở ghế liền đến chơi cùng và lôi ra mọi thứ đồ ăn mà cô có cho yuma và nói rằng tớ sẽ cho cậu mọi thứ chỉ cần cậu đừng bỏ không chơi với mình yuma âm ư định nói gì đó thì clara khóc nên vì nghĩ rằng cậu không muốn chơi với mình Iruma thấy vậy liền nắm tay cô an ủi rằng dù không có mấy cái này mình vẫn chơi với cậu mà. Bởi vì Iruma cảm thấy sự nhiệt tình năng động của Clara nên cậu muốn chơi chung khiến Clara hưng phấn tột độ lan tròn gãy hết mẹ cây cối. Thế này mà Clara có 10 bạn chắc nó san phẳng khu rừng mất. Lúc này đám học sinh kia ra xin nước. Clara đi đến với vẻ mặt nguy hiểm lôi ra cả máy bán nước tự động đè bẹp thằng mặt phụ khoa kia. Ba thằng chỉ biết sách rác về. Iruma bảo Alice nói chuyện với họ không được lợi dụng Clara nữa thì Alice chỉ tâm sự mỏng với chúng nó có tí thôi. Nhìn vết bẩn trên người là đủ hiểu nhẹ nhàng đến mức nào rồi. Sáng hôm sau Clara và Alice cùng sang rủ Iruma đi học. Ba người đi bộ đến trường vì Iruma không biết bay còn Alice thì cứ ngỡ cậu đi để tăng thể lực. Đến giờ ăn trưa khi đang chọn món thì Alice giải thích với Iruma rằng ở trường Baby phân chia theo thứ hạng. Mỗi thứ hạng có một thực đơn riêng và những món ở canteen thì hoàn toàn miễn phí. Khi họ vừa ra bàn ăn thì một đống thức ăn gồm 50 phần ăn đưa đến chỗ họ. Đó là do một đám học sinh nghịch ngợm đã làm. Nhưng tưởng rằng bị chơi khăm thì Alice phát hiện ra cả bàn đồ ăn đã bị Iruma chiến sạch và cậu còn tiếp tục ăn tiếp đến nỗi đầu bếp không chịu được mà ngất xỉu. Lúc này bên cửa hàng thì chủ cửa hàng phải xiên áo để Clara không nghịch ngợm nữa. Hóa ra Clara và một người khác bị liệt vào danh sách đen của cửa hàng. Lúc này đang nhốn nháo thì thầy Calego đi tới, nhưng lại gặp thằng iruma nên ông tuyên bố thẳng tôi không phải sử ma của cậu đâu và hỏi mọi người có chuyện gì mà ồn ào vậy clara chạy đến khoe thành tích thì caligo ghét định quay người bỏ đi lúc này clara kéo thầy ở lại và bảo iruma lấy cái ấn trong cửa hàng dán lên tay và hô ban dai thế là thầy caligo bị triệu hồi thành sử ma trước tất cả học sinh lúc này bà chủ quán cầm che khua khua đuổi ba ông kĩnh kia đi còn tóm được ông thầy caligo đòi trả tiền thiệt hại Ba người ra ngồi bãi cỏ cùng nhau ăn kem lúc này Iruma mới mạnh dạn hỏi hai người là bạn của tôi đúng không? Nhưng hai người kia là ở ma giới nên không hiểu định nghĩa bạn là gì thì Iruma giải thích đó là người quan trọng và chơi cùng mình đi ăn cùng. Hai người hiểu được bạn là gì và từ đó ba người chính thức là bạn. Sáng mọi hôm cậu ngồi ăn cùng Sullivan thì ông nói rằng đã xếp cậu cùng hai người kia vào cùng một lớp là lớp cá biệt. Nghe xong Iruma sợ gión đái ra quần vì lớp cá biệt toàn bọn đầu bò đầu biếu. Họ cùng nhau ra bảng tin của trường để tìm xem thành viên vào vị trí lớp học. Có những cô nữ sinh tiếc nuối vì không được cùng lớp Eruma. Ba người cùng nhau đi tham quan các lớp học trong trường cho đến khi họ đi tìm lớp cá biệt của mình được tách biệt với ngôi trường đó là một cái hầm tối đã thế còn là nơi chứa rác nữa họ đi đến cuối hang thì có một cánh cửa gỗ cũ. Eruma vừa mở cửa vào thì một loạt kiếm dao bay tới nhưng cũng may nhờ Haki nhân vật chính nên cậu né sạch toàn bộ dao kiếm đó cả lũ trong phòng vỗ tay hoan hô iruma và họ đang tổ chức trò chơi khăm khi bước vào lớp mới. lúc này có một người cơ bắp lực lưỡng đi ra với thân thể dính toàn bộ dao kiếm nói rằng né tránh là hèn nhát. hắn ta gồng một phát kiếm bay ra hết và giới thiệu mình tên là Esabero và sẽ trở thành ma vương tương lai. ma vương chính là người thống trị ma giới nhưng vị trí này đã bị bỏ trống hàng trăm năm nay. và ác ma cũng được chia làm 10 hạng và hạng cao nhất là đưa và những ác ma được trong thứ hạng này sẽ được chọn làm ma vương. Hắn còn kiếm chuyện với giáo viên để có thể tăng hạng nhanh chóng và bị nhét vào lớp cá biệt. Và cũng cùng với đó, hắn triệu hồi sử ma là một con Kelpie cũng là một sử ma truyền thuyết. Hắn nói rằng từ đầu hắn coi Alice là đối thủ của mình nhưng từ lúc Alice để thua Iruma thì đã mất chức làm đối thủ rồi tên đầy tớ kia. Alice tự tin nói rằng ta không phải nô lệ của Iruma mà là bạn bè của cậu. Iruma ngỡ ngàng vì Alice tuyên bố rỗng rạc như vậy còn Alice thì tỏa ra một ánh hào quang giải thích lấn át cả Esabero. Lúc này thấy Calego bên ngoài nghe thấy ồn ào thì đi vào rồi chặn cả bẫy của đám học sinh. Ông vừa vào định thị uy thì lại nhìn thấy Iruma nhật kiểu gặp khắc tinh mẹ luôn. Ông thầy vẫn cay vì nhờ đám Iruma mà ông bị bắt rồi trong thời gian bị bắt đó ông bị giao đến dạy cái lớp này. Cũng cay thật không ăn ớt mà cay. Sau khi điểm danh xong cả lớp được đưa đến một khu tập riêng toàn những vách đá cao hình trụ. Và đây là bài test để xác định thứ hạng của họ. Bay từ đây đến đích là một vách đá có cắm lá cờ nằm sau trong thung lũng và có hai con đường đi đến đó đường thẳng thì nguy hiểm với gió lốc và nhiều quái vật nhưng nhanh nhất còn đường vòng thì an toàn hơn sau khẩu lệnh bắt đầu thì cả lũ tức tốc giang cánh ra bay đi còn Eluma thì bị ông thầy đẩy nhẹ một cái xuống sau khi đám học sinh đi hết thì ông ta ngồi ghế uống trà và xem qua màn hình đám học sinh đứa thì vừa bay vừa ngủ vừa chơi bời rồi đi tán gái rồi ăn cắp trứng vặt trả được đứa nào lên hồn còn phía bên này Alice đang di chuyển với tốc độ cao hướng về đích Bất ngờ cậu bị những bông hoa nhổ kim tất công, thế là cậu triệu hồi sử ma đun hui hết đám hoa nhổ kim đấy. Lúc này Clara từ đâu nhỏm lên thì ra cô bé đã bám vào lưng của Alice từ lúc với bắt đầu bay rồi. Đang nói chuyện với Clara thì Alice phát hiện Esabero đang bay về hướng khu thung lũng nguy hiểm. Do mà nhìn lên cậu bị vướng vào dây leo rồi ngã xuống. Esabero bay vào nơi thung lũng bắt gặp làn lốc xoáy mạnh khủng khiếp cậu ta cố gắng vượt qua thì bị hút vào một cái hang ở gần đó. Sau khi tỉnh dậy, cậu định bay tiếp thì có một con vật đen bay lên đằng sau nó là con của nó. Nó chính là thủ lĩnh của thung lũng này và coi SABRO như mối nguy hại đến con của mình. Còn phía bên này, Iruma đang bị một con quạ quắp đi. Hóa ra lúc rơi xuống cậu được con quạ tóm được và tha cậu theo, nhưng vừa bay đến đó thì bị con thủ lĩnh gầm lên gần đó khiến con quạ sợ thả Iruma xuống cái tổ của con thủ lĩnh. Cậu ta phát hiện con chim khổng lồ này đang bị thương ở chân liền ra hiệu mình sẽ chữa trị chân cho mày con chim đó ngầm hiểu nên đã ngồi im cho Iruma sơ chế. Ta à, nhầm sức cứu nhưng Iruma lỡ làm rơi một giọt máu của mình vào vết thương của con chim thì vết thương của nó lập tức lành lại. Hóa ra con người ở ma giới lại có tác dụng như vậy. Để bày tỏ biết ơn con chim chở Iruma đi còn phía bên này Esabero đang bị con thủ lĩnh tấn công một cách dồn dập. Cậu ta triệu hồi một cái búa chiến từ sức mạnh dòng rõ ra tộc cậu ta có thể tạo ra vũ khí từ vật liệu mình cắn được. Anh ta nhớ lại lời hứa mình với em ra trước khi em chết rằng sẽ trở thành ma vương mạnh nhất. Cậu ta nhảy bổ lên chém thẳng vào đầu con quái thú đó nhưng không ăn thua. Cậu ta tiếp tục tạo ra một thanh kiếm bạc lao đến nhưng thanh kiếm đó không ăn thua và bị đánh lùi ra xa. Khi cậu ta chấp nhận mình sẽ chết thì Iruma lao đến cản trước mặt cậu. Khi móng vuốt con quái thú vừa đến nơi thì bỗng dừng lại. Hóa ra con chim con đã cản bố mình lại. Iruma hét lớn với thủ lĩnh rằng chân con ông đã được chữa lành còn Esabero thì ngăm ngăm tìm cơ hội để tấn công. Khi hắn dưa kiếm lên cao thì nhìn thấy khuôn mặt của Iruma hiền hòa làm lành với con quái bất cậu bất giác bỏ kiếm xuống xin hàng. Nhưng lúc này cả thủ lĩnh và con của lõ cuối người xuống kính lễ với Iruma. Bên này Alice và Clara là người về đích đầu tiên và đến chiều hôm đó các học sinh cũng đã về đến nơi chỉ còn lại Esabero và Iruma khi ông thầy Calego. Vừa gạch tên hai đứa ra khỏi danh sách thủ lĩnh chở con mình cùng Iruma và Esabero tôi khiến ông thầy giật mình ngạc nhiên đến xây sẩm mặt mày mọi người cùng nhau chào mừng còn ông thầy thì lặng lặng thêm lại tên của hai người họ. Nhưng rồi cả hai vẫn bị kiểm điểm bên này, Calego bắt đầu phân thứ hạng bằng cú phân thứ hạng. Chỉ cần cho tay vào túi thì sẽ lấy ra được huy hiệu tương ứng với thứ hạng của mình. Alice vừa đi học đã được huy hiệu hạng 4 Dalet, Clara cũng bốc được hạng 3 Gmail. Esabero cũng chỉ được hạng 2 nhưng cậu ta không quan trọng vì so với việc nãy tí ngòm thì được hạng 2 là bình thường cuối cùng là iruma khi cậu vừa cho tay vào túi thì con cú kêu lên long trời rồi bay đi mất còn iruma thì thấy có một chiếc nhẫn đeo ở trên tay esabero nhớ lại hồi còn bé đọc lời tiên đoán rằng ma vương tương lai là một kẻ ngoại lai và đeo chiếc nhẫn solomon trên tay là chiếc nhẫn mà iruma đang đeo cậu cố gắng tháo ra nhưng mãi không được và đằng sau lưng cậu xuất hiện một bóng ma nó gầm lên khiến mọi người gục vì âm thanh chói tay này cũng may là clara hát dù nó nghe thấy nên thích thú nhảy theo esabero định ra thử xúc thì vừa bị nó chạm đã gục alice thì cũng không khá hơn là mấy con bị nó gặm cho trọng thương lúc này caligo cảm nhận được sự nguy hiểm của iruma nên đã định ra tay nhưng bị sullivan ngăn lại ông hỏi caligo rằng định chặt bỏ một tay của iruma đúng không khiến cả lũ sợ xanh mật vào lúc này con hồn ma đó lại chạy ra định chiến với thầy hiệu trưởng thì được ông giải phóng nguồn năng lượng lớn khiến nó ăn no ma lực và chui lại trong nhẫn đó là nhẫn ác thực là ma cụ tích chữ ma lực nếu ma lực không đủ thì nó cắn nuốt ma lực xung quanh một cách bừa bãi và khi đeo vào thì sẽ không thể tháo ra được nữa. Buổi học hôm đó kết thúc và vì không được đánh giá nên cậu được xếp vào hạng Alex thấp nhất. Buổi trao cờ hôm đó thầy hiệu trưởng đàn một bản du dương khiến Iruma nghĩ rằng ở đây cũng rất tuyệt cho đến khi cả lũ lại hán quốc ca khiến cậu lại tái mét mặt trở lại. Hôm nay cuối cùng thì chiếc xe ngựa mà Sullivan đặt cũng đã tới ông hào hức đi nó để chở Iruma đi học. Cậu đến cổng trường trước sự ngỡ ngàng của đám học viên ở đó. Alice tới chào hỏi thì bị Clara cuộn thảm đỏ đập vào mặt thế là lại có màn cơm bạt nhẹ nhẹ sáng sớm. Lúc này ông Sullivan đi tới đưa cho cậu cái điện thoại mới nói rằng đã đặc biệt sắm cho cậu để có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào nhưng yêu ma thì nhục quá ôm đầu chạy mất. Hôm nay lớp cá biệt có buổi học với những giáo viên khác. Đến buổi học ma thuật khiến hoa nở rộ. Chỉ cần hình dung trong đầu hình ảnh của bông hoa rồi truyền ma lực vào hạt giống là có thể khiến hoa nở rộ. Esabero tạo ra một bông hoa gặm cả chậu của mình. Đến chịu còn Alice thì tạo ra được bông hoa cháy rực được phun điểm. Đang tự đắc thì bị Esabero đổ nước vào bông hoa khiến bông hoa dập ngỏm. Thế là hai đứa lao vào đánh nhau cũng may cô giáo ở đó dùng cây giữ hai người đó lại. Những người khác cũng lần lượt tạo ra những bông hoa của mình. Người hoa kim cương, người hoa chém gió các kiểu con đà điều. Cuối cùng là Iruma, cậu tưởng tượng ra hoa anh đào rồi nhẹ nhàng nghĩ chắc không thành công đâu. Bất ngờ có một thứ ánh sáng xanh xuất hiện, đó là do chiếc nhẫn có ma lực của ông từ trước nên giờ Iruma cũng có ma lực. Thế là cái cây mà Iruma tạo ra thành cây hoa anh đào to đùng kéo theo cả đám học sinh lên trên cành. Trong trường có một nhóm người thực thi việc duy trì trật tự đó là những ác ma tinh anh cao quý và máu lạnh. Đó là hội học sinh và hội trưởng hội học sinh đó là một cô gái tóc đỏ cao lớn với sức mạnh và phong thái làm việc vô cùng nghiêm túc. Cô ta có niềm tin tuyệt đối về việc con người có tồn tại và ngoài mặt thì lạnh lùng là vậy nhưng khi vào phòng làm việc thì cô ta có một mật thất riêng chứa đựng cấm thư này từ con người. Đó là bộ chuyện ngôn tình. Cô vừa xem vừa cảm động gớt nước mắt mặc dù không hiểu chuyện ghi cái gì vì khác ngôn ngữ. Eruma bên này đang dọn lại đống bừa bộn và còn nhân tiện giúp luôn các chú công nhân quét rác. Sau khi được Alice xử lý thì cậu bê đồ đạc về kho cất thì đụng trúng người hội trường. Cậu đỡ cô ấy dậy như đúng kịch bản trong chuyện ngôn tình cô vừa đọc khiến cô có chút ngại ngùng. Hai người có một màn cơm bạ y như trong truyện tranh mà cô đọc hỗi này lúc này cô làm rơi cuốn truyện tranh. Iruma cầm lên đọc và nói rằng đó là cuốn truyện mà ngày xưa cậu rất thích. Cô hỏi rằng cậu có đọc được chuyện này không thì Iruma dịch cho cô một đoạn. Thế là cô lôi Iruma về văn phòng của mình còn Iruma thì ngỡ rằng hội trưởng nhận ra mình là con người chuẩn bị ăn thịt mình. Và đến phòng cô ngồi xuống bắt Iruma đọc thành tiếng cả quyền chuyện đó. Úi rời mặt thì nghiêm mà tính thì vẫn ham đọc chuyện lắm. Cậu đọc cho cô nghe đến tận trời tối thì kiểm tra điện thoại mới thấy cuộc gọi nhớ của ông hàng tá một. Cô lấy điện thoại của Iruma và lưu số mình vào và giới thiệu tên mình là Amiri. Sau khi Iruma về Amiri ở trong phòng làm việc nhìn vào đống cấm thư kia và nghĩ rằng để cậu ta đọc hết để lấy bằng chứng. Bằng chứng mẹ gì bà thích đọc chứa toàn bị lý do. Mõm vừa thôi nghiện còn ngại sáng hôm sau khi chuẩn bị đi học opera hỏi iruma có muốn quay lại nhân giới không nhưng với việc có ông triều chuồng muốn gì được lấy với việc bố mẹ thì luôn bán rẻ con mình thì ở lại ma giới vẫn là hơn cậu cùng alice và agara đi đến trường vừa đi cậu vừa suy nghĩ câu nói của opera rằng nếu được thứ hạng cao có thể quay lại nhân giới lúc đang ở căn tin ăn cậu nhận được tin nhắn của ameri liền tức tốc đi đến phòng hội học sinh Alice và Clara đòi đi cùng nhưng cậu bảo hai người không cần đi cùng khiến cả hai đau khổ và quyết định đi theo phía sau imura Phía bên này đang họp nhưng Amery tâm trí để vào những cuốn truyện tranh cùng với imura lên trả chú ý họp gì mà chỉ vội họp cho xong để đi đến phòng nghe Iruma đọc truyện. Clara và Alice hóa trang để theo dõi xem Iruma làm gì thì thấy hội trưởng tìm cậu ấy. Hai người đi vào phòng đọc truyện cho nhau nghe Amery rất chăm chú nghe Iruma đọc. Sau khi đọc xong câu chuyện cô nói lên lý tưởng sống của mình. Sau đó cô hỏi Iruma vậy mục tiêu của cậu là gì? Còn lúc này ở bên ngoài thì Kara đòi vào trong chơi với Iruma bằng được còn Alice thì cản con mặt thộn này lại không cho nó lộng hành. Bên trong này thì Ameri đang hỏi mục tiêu của cậu là gì? Thấy Iruma bối rối nên cô bảo rằng lấy hạng 2 bét là mục tiêu nhé khi hai người đang nói chuyện thì cả một cái máy phá nhà đập cả cửa phòng ra. Kara đi vào kéo Iruma ra đi chơi cùng còn Alice thì tự thấy mình kém cỏi khi không cản nổi con bé đần kia. Hôm nay đến đây thôi. Tối hôm đó mọi người nhà ai nấy về ngủ. Hôm sau sáng, Zagara đã trèo đầu Esabero đang tập tạ để thử xem trên đó không khí có loãng không. Cô hỏi Esabero rằng làm thế nào để lôi được Iruma về. Esabero nói rằng dùng năng lực quyến rũ của ác ma để đoạt nó về. Thế là trong lúc chọn những môn học tự chọn thì Kagura chọn môn học lớp dạy quyến rũ của Sokobus Sensei. Cả lũ nghe thấy Kara đăng ký lớp dạy quyến rũ cũng há hốc mồm ra. Tộc Succubus giáo viên Rem Sensei giáo viên chuyên dạy về quyến rũ với quả thân hình bốc nước. Đây là môn học giúp các nữ sinh gia tăng sự hấp dẫn của mình. Bắt đầu tiết học quyến rũ cô bảo mọi người ghi đối tượng mình cần quyến rũ ra giấy. Lúc này có cả thằng cú vọ cũng ở trong lớp này liền bị trói rồi đem vứt ra ngoài. Cô giáo Rem bắt đầu dùng mắt để đo độ quyến rũ của từng học sinh. Cô đo cho các học sinh trong lớp thì tất cả toàn trên 40 điểm quyến rũ. Nhưng khi đến lượt Clara thì chỉ có 2 điểm quyến rũ, thấp đến kỷ lục. Thế là cô đành phải dành một đống sách đặc biệt cho Clara đọc. Sau khi đọc xong các cách quyến rũ người khác cô liền áp dụng luôn nhưng tất cả các cách tôi thấy con bé này nó cứ sao sao ấy. Kiểu cùng công thức nhưng đáp án nó cứ khác khác, cuối cùng cứ tưởng thất vọng, ai ngờ tuyệt vọng. Cô về nhà với tâm trạng ủ rũ nhưng sau khi được mẹ an ủi thì cô đã hồi phục lại tính cách, cô lại trở về con người cũ trong sáng hòa đồng với các em của mình. Thế là hôm sau ba in một Cô vừa tạo dáng vừa trang điểm vừa dùng nước hoa như một cỗ máy chu môi lao thẳng tới Ayaruma cũng may cậu né kịp thế là Clara hôn thẳng vào thấy Calego thế là bị thấy phạt chép phạt cả hai bảng tô đùng. Cô lên thấy vậy liền tặng Clara lọ nước hoa kích dục khiến ai ngửi thấy cũng phải say đắm nhưng cô bé không muốn dùng nó vì biết rằng sau khi không dùng nữa thì cũng chẳng có ai muốn bên cạnh mình. Cô thất vọng nằm ra bãi cỏ lăn lộn thì đúng lúc Iuma đi tới. Cậu bảo Clara là con gái đừng đi một mình. Nghe đến đây, Kara liền hết buồn vì Iruma vẫn coi mình là con gái và cô nói rằng sẽ có một ngày tôi sẽ có được cậu. Ôi, cá nhân sắc bị phong ấn quá lâu này giờ mới lộ diện anh em ạ. À. Nhìn cũng xinh đó chứ. Hai người kéo tay nhau đi về còn Rem trên tầng thì cười vui vẻ vì điểm thu hút của Kara đã lên 10 điểm. Đêm đó Iruma nghĩ lại lời nói của Ameri rằng lấy hạng 2 là mục tiêu. Sáng hôm sau cậu nói với Alice mình muốn thăng hạng thì làm thế nào? Cậu giúp tôi được không? Nghe thấy câu nhờ vả của Iruma, Alice như kiểu mình bắt đầu có ích với ngài ấy rồi liền ham hở muốn chuẩn bị tiến hành giúp cậu thăng cấp và còn rỗng dạc tuyên bố với mọi người rằng bây giờ ta sẽ chuẩn bị giúp Iruma lên cấp hạng 2. Cậu dẫn Iruma và Clara xuống một căn hầm sâu hơn và cuối hầm có một cái sân bóng ném to lớn. Hóa ra tuần sau có một buổi kiểm tra thăng cấp bài kiểm tra đạn pháo hành quyết, Alice còn phù phép thêm mấy con người dơm để luyện tập cùng. Sau một thời gian luyện tập môn đạn pháo cuối cùng thì Iruma mới nhận ra đây là môn bóng ném của nhân giới mà. Lúc này Esabero đến né một quả vỡ cả đá. Mẹ cái thằng này chả biết thương hoa tiếc ngọc gì. Lúc này cả lớp cá biệt cũng đến cùng nhau chơi cùng với Iruma. Ông nào cô nào cũng có kỹ năng đặc biệt riêng, e rằng không thể thăng hạng được nên cậu quyết định luyện tập đặc biệt. Và Sullivan là người huấn luyện cậu. Ông bảo cậu vừa ném bóng vừa Horiba và cậu làm theo thì ném ra cả một quả bóng rồng ma lực đập tan tảng đá khiến Iruma hãi đái ra quần. Thế là buổi huấn luyện kết thúc, mà nó ông chỉ dạy mỗi câu chú xong là thôi à cậu nói rằng muốn tự sức mình để có thể chiến thắng. Nghe thấy vậy nên ông đã cường hóa tay của cậu để có thể bắt được quả bóng của các ác ma khác và thế là ông cử Opera luyện tập cùng cậu. Lực ném của Opera cũng không kém Sullivan là bao, nhưng Yuma cũng chỉ dám né chứ không dám bắt bóng. Sau một ngày cậu bị vần cho gục cả người. Hôm sau cả Clara và Liz cũng tới để cổ vũ cho Iruma, còn Amery thì phải gác lại chuyện đọc cấm thư để Iruma có thời gian luyện tập cho bài kiểm tra sắp tới cậu tiếp tục tập ném bóng tập thể lực gập bụng chống đẩy chạy bộ bất kể nắng mưa rồi ăn cũng rất nhiều nữa cuối cùng còn một hôm nữa là đến ngày kiếm tra cuối cùng sau mọi cố gắng cậu đã bắt được quả bóng chiều hôm đó ba người mệt lả ngủ gật ở gốc cây cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra mọi người sẽ được phân chia làm hai đội a và b và đeo băng để có thể phân biệt họ được phát băng cho nhau thì lúc này lít mới nhận ra mình và iruma khác đội với nhau mặc dù cậu đã ý kiến với thầy nhưng kết quả vẫn không thay đổi họ phải khác đội nhau Vừa vào trận đấu, Sabero đã tỏa sáng bằng cách ném vỡ tan tường băng của cô bé đeo kính khiến đội bê loại một người. Thằng cú bắt được nhưng lại mê gái sang phần sân người khác đưa cho đối phương thế là cũng bị out. Thằng này mà là bạn tôi chắc tôi đâm nó lệch mẹ răng. À không mấy thằng bạn nó cũng tần nó một trận rồi. Lúc này Clara lôi ra cả đống bóng nào là bóng chè bóng rổ bóng truyền bóng cười nhưng yêu ma cũng đã tóm được quả bóng thật. Khi cậu đang suy nghĩ ném thế nào người tỏ ra ánh hào quang khiến mấy ông đội bê sợ chạy mất dép. Sabero đi tới khen bắt bóng tốt đấy rồi lấy bóng từ tay cậu ném mạnh về phía Alice nhưng cậu nhẹ nhàng bắt được và ném mạnh về phía Sabero khiến cậu ta bị out. Và sau một thời gian cơm bạc thì cũng chỉ còn lại Alice và Iruma ở trong sân. Alice thấy vậy định đưa bóng cho Iruma ném mình để cho cậu ấy chiến thắng nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Iruma cùng với những nỗ lực luyện tập của cậu trong thời gian qua thì nếu nhẹ tay sẽ là sỉ nhục ngày ấy. Alice cởi áo khoác ngoài bộ lộ toàn bộ ma lực lửa của mình cậu dồn hết sức mình vào quả bóng và ném thẳng về phía iruma iruma chạy lên phía trước đón quả bóng nhưng uy lực quá mạnh nên cậu bị lùi về phía sau cậu đã mượn lực quả bóng xoay người và ném thẳng quả bóng lửa đó về phía alice khiến alice không kịp trở tay kết quả cuối cùng đội a thắng và iruma là người ở lại sau cùng cậu được mọi người tông hô như người hùng còn alice bên này cười vui vẻ vì đó là quả bóng toàn lực của mình mà iruma vẫn có thể cản được đúng là mình không chọn nhầm người để phục tùng cậu cũng được những người cùng đội đến cỗ vũ tinh thần thế mới là bạn bè chứ. Ông thầy Calego ở ngoài phân tích pha bóng vừa rồi và cũng thở dài ném cho Iruma huy hiệu hạng 2. Ông còn nói rằng nếu Alice cố tình để cậu thắng thì cậu sẽ không được huy hiệu thăng cấp nhưng hai người đã cố gắng nên Iruma được chấp nhận tăng hạng 2. Mọi người cùng nhau chúc mừng Iruma sau khi mọi người giải tán Iruma nhìn huy hiệu mà dưng dưng. Lúc này Ameri đi đến chúc mừng cậu đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình và chúc cậu hoàn thành thêm nhiều mục tiêu mới. Iruma về nhà khoe với ông và opera mình đã được huy hiệu hạng hai khiến Sullivan vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng thấy thằng cháu lại đến ăn mừng cùng thằng quản gia nên ông có chút ghen tị thôi. Sau cuộc kiểm tra đó, cậu lại tiếp tục đến phòng của Amery để đọc chuyện ngôn tình cho cô nghe. Đang đọc thì tiếng chung thông báo đã đến giờ học. Hôm nay có một giáo viên mới được bổ nhiệm để dạy tiết học sử ma. Thầy giáo này tên là Robin trông còn trẻ trâu hơn cả Iruma nhưng bù lại được cái năng động trong công việc đến nỗi chú trọng vào làm bài giảng đến nỗi quên mất hôm sau khai giảng. Hảo thầy giáo, ông thầy này cũng tăng động bằng một nửa Clara. Bài học đầu tiên là làm quen với sử ma, mọi người cùng nhau ra khu sân cỏ phía sau để luyện tập. Thầy yêu cầu mọi người triệu hồi sử ma của mình thì Alice và Esabero triệu hồi được hai con sử ma huyền thoại khiến ông thầy vô cùng trầm trồ. Đến Clara triệu hồi được một con mà tôi chẳng biết nó là con gì. Nó còn sẽ bảo luôn cả con chủ của nó được mới hay chứ nị kế tiếp ông thầy giáo muốn xem Iruma triệu hồi sử ma. Iruma nói nếu cậu triệu hồi thì sẽ chết mất nhưng thầy Robin nói rằng chủ nhân không được sợ sử ma của mình và đòi xem sử ma của cậu bằng được khiến cậu không dám từ chối. Bên này thầy Kalego đang cao có về việc chấm điểm với động nghiệp thì bùng. Hóa thành con chim mập địch, Iruma liên tục xin lỗi còn ông thầy giáo thì tới ông con chim và khen dễ thương thế. Đã thế con sửa ma còn tự giới thiệu bản thân khiến Robin càng ngạc nhiên hơn. Kalego định giơ tay đánh Robin thì Iruma chạy tới khiến ông chạm nhẹ vào tay Iruma cũng được tính là đánh chủ nhân nên bị trừng phạt xét giật cho tê người. Thầy Calego bảo giải trừ thì thầy Robin bảo không được. Anh lấy ra quyển sách kinh nghiệm của giáo viên và đọc rõ ràng luôn phải nghiêm khắc, không dung túng cho bất kỳ trường hợp nào. Và nhân tiện quyển sách đó là do ông thầy Calego viết chữ ai vào đây thế là kalego tâm sự mỏng với inura ông nói rằng mình không cam chịu khi làm sử ma của iruma và đã thế này rồi thì iruma phải đạt điểm cao nhất trong môn học này và nếu không được thì phải vừa chạy bộ vừa ăn lẩu thầy robin lúc này rủ mọi người cùng nhau chơi ném đĩa cặp của clara thì tôi không hiểu đâu mới là chủ nhân đấy đến phiên của iruma thì khi cả hai định ỡ ở, ở không muốn chơi thì ông thầy dọa trừ điểm thế là cả hai đành phải cố gắng chơi Cậu ném đĩa đi còn thầy, Caligo thì ụt ịt đi đến kéo cái đĩa về trong vô cùng cu Tiếp theo là nhảy múa cùng sử thi, rồi chạy ba chân. Tôi thấy Caligo chơi cái trò chạy ba chân này, xong chắc rồi loạn tiền đình luôn quá. Sau khi làm những điều thầy Robin nói xong hai người ra một góc nói chuyện. Caligo hỏi sao Iruma lúc bị thủ lĩnh tấn công không chịu hồi mình hay chê mình yếu. Iruma bảo rằng nếu chịu hồi thầy thì sợ cả thầy và thủ lĩnh đều bị thương nghe vậy thời giáo có chút chầm mặc một lúc thì lúc này alice và esabero gạ nhau solo sử ma khi cả hai chuẩn bị chiến thì bị ông khầy caligo gõ cho hai con sử ma mỗi con một gõ gục luôn ông giáo huấn cho lính mới một lúc và bắt đầu để họ chăm sóc cho sử ma của mình mặt khác thì mối quan hệ giữa caligo và lính mới càng ngày càng xa hơn hôm sau khi đang ăn ở canteen thì có một đám nữ sinh đi đến bao vây đòi được alice chọn làm bạn gái Nhưng lúc này có một tiếng gào lên khiến đám bạn nữ đó bỏ về hóa ra hôm nay là là hoạt động sư đoàn Sư đoàn là nơi những người có năng lực tự giống nhau thì làm chung chủ đề để có thể thăng hạng và với những học sinh năm nhất thì chúng nó vù vập để mời được ta gia nhập. Ở bên ngoài cửa sau khẩu lệnh của thầy giáo tất cả sinh viên năm 2 ổ ạt chạy vào. Ông anh nói bảo phải tôn trọng nhau không gây rối nhưng đấy chỉ là lời hoa mỹ. Tuyên bố xong cả lũ sống với mục tiêu thích đụng chạm đến là đón. Đám năm 2 có danh sách con mồi và Alice chính là mục tiêu hướng tới vì là thủ khoa năm nhất nhưng cậu đã dùng hàng rào nữa để chặn các đàn anh cuộc đi săn tân binh này chỉ diễn ra sau bữa ăn 66 phút. Cuộc chiến giành tân sinh viên của các anh năm hai diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, ý là nhẹ nhàng khi chưa diễn ra thôi chứ khiếp lắm. Lúc này Amery đi tới làm cả đám trật tự vì uy lực của cô. Lúc này Iruma mới biết Amery là hội trưởng hội học sinh khiến mặt cậu đần như cướp ngâm. Amery đi chậm tới đưa cho Iruma tờ dây vào sư đoàn hội học sinh của mình một cách gượng gạo ngại ngùng dù rời đi. Cả đám vẫn tưởng Amery đang ngắm đến Alice nhưng thực chất đó là Iruma. Cuối cùng giờ săn cũng kết thúc cả đám bỏ về và sẽ có 3 ngày để tìm hiểu sư đoàn và chọn lựa. Họ đến tháp sư đoàn và Iruma thì không lỡ từ chối ai nên tờ giấy mời vào chất như núi. Khi cậu đang nói chuyện với những bạn cùng lớp thì bất ngờ chiếc nhẫn kéo theo cậu đi biển biệt mà không dừng được. Cuối cùng cậu đâm sầm vào một anh năm hai đeo cái ba lô to tổ trảng bên sư đoàn nghiên cứu ma đạo cụ. Hai người trông có vẻ với nhau với câu cửa miệng là xin lỗi. Anh ta bị ngã đã hộp máu mồm và bảo rằng thân thể mình rất yếu và hay bị thổ huyết. Anh nhận ra đó là nhận ác thực và phản ứng với vòng cổ của mình vì cả hai được làm từ một thứ kim loại. Anh ấy nói vì ma lực anh rất yếu nên muốn tạo ra một ma cụ nào đó giúp người không có ma lực cũng có thể sử dụng. Nghe đến đây, Iruma như tìm được chân ái của đời mình. Cậu tiếp tục cùng Alice và Clara đi tham quan các sư đoàn khác nhưng cũng chỉ nhìn thấy cái vẻ mặt ngu si đần của Iruma. Tối hôm đó cậu được ông điều chỉnh chiếc nhẫn ở ba cấp độ và có một cấp độ kinh khủng thứ tư chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp và chỉ cần hộ Pandora nó sẽ giải phóng toàn bộ ma lực. Sáng hôm sau cậu lại tiếp tục cùng Alice và Clara đi tham quan các sư đoàn khác. Lúc cậu ra hàng lang nhắn tin với Ameri thì bất ngờ căn phòng gần đó phát nổ. Hóa ra đó là vương đoàn nghiên cứu ma cụ của anh năm hai hôm qua. Bên này Amiri đang trang trí cho căn phòng sư đoàn mình như trong truyện tranh thì Iruma gọi tới bảo rằng hôm nay bận không đến được còn bên này Iruma đang chăm sóc cho anh Ami bị thương do nghịch dạy ma đạo cụ. Anh ấy giới thiệu cho Iruma những ma đạo cụ trong căn phòng của mình đầu tiên là viên ngọc phát sáng khi ta rót ma lực vào, nhưng vừa sử dụng thì Ami đã hộc máu mồm rồi. Chán thanh niên không, tiếp theo là hình nhân rồi cũng lại hộc máu mồm phát nữa. Yếu còn ra gió vậy anh hai anh nói rằng cơ thể rất yếu ớt và ma lực cũng chẳng có bao nhiêu ngay đến đây iruma như có chút đồng cảm vì cảm thấy anh ấy rất giống mình iruma hỏi rằng vậy vụ nổ vừa nãy là do ma cụ nào thấy iruma tò mò muốn biết thì ami cũng thành tâm trả lời đó là nhờ ma cụ tăng cường ma lực gabuko nó tăng cường ma lực nhưng cũng rất khó kiểm soát iruma lại nhìn thấy đám linh kiện bên dưới ami nói rằng nó có hình dáng là trái tim nhưng rất khó để lắp vừa nói xong thì thằng tổ iruma đã nắp xong cái hình trái tim rồi còn đâu Thấy vậy Ami hưng phấn đến nổi hộp cả máu mùm nữa, chán không cơ chứa nị. Iruma nói rằng hồi trước cậu phải tự sửa hết đồ đạc nên mới thông thạo việc lắp linh kiện như vậy. Ami bắt đầu khởi chạy bộ máy cho Iruma xem. Anh bỏ trái tim linh kiện vào thân máy và đặt viên ngọc lên phần đầu máy và bắt đầu chạy. Viên ngọc phát ra ánh sáng khiến Iruma thích thú. Ami nói rằng muốn dùng ma cụ để có thể mạnh hơn và xóa bỏ cái phân biệt đẳng cấp để mọi người hòa đồng và công bằng. Thấy lý tưởng của Ami rất giống với thực tế nên Iruma rơi vào trầm tư cậu hỏi ami liệu mình có được vào sư đoàn của anh không cậu bảo rằng mình không hề có tí ma lực nào thì ami đi đến nói rằng nếu hai đứa mình giống nhau vậy thì tốt quá rồi chiều hôm đó alice và clara tìm thấy iruma cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hai người nghe và tối hôm đó cậu rất hưng phấn hôm sau thì phòng của ami lại tiếp tục nổ lúc này iruma cùng với alice và clara đi tới cùng nhau tham gia sư đoàn nghe thấy vậy anh ta vui mừng đến phát ngất còn bên này ameri thì thất vọng tràn trề vì iruma không tới Lúc này Iruma đi vào trong phòng khiến Ameri như hồi xuân. Cô bắt đầu lấy ra bộ trà chuẩn bị từ trước để pha cho Iruma. Lúc này Iruma nói rằng đã gia nhập sư đoàn ma đạo cụ khiến Ameri nhảy dựng lên vì cậu không gia nhập sư đoàn của mình. Iruma còn chả nhớ mình đã nói thế bao giờ. Tiếp tới là sự kiện sư đoàn trình diễn. Đó là buổi ra mắt các thành viên mới của sư đoàn. Còn Sullivan thì đã chuẩn bị cả tá dụng cụ quay phim để quay lại cảnh cháu trai tham gia sư đoàn. Cậu hỏi ông đi đâu rồi thì Opera đáp rằng đang tham gia hội nghị thập tam quan. Ở tầng 665 thì các đầu bò đầu biếu của ma giới cùng nhau hội họp. Vấn đề là trật tự của ma giới đang ngày càng mất trật tự và cần phải có ma vương mới. Có ba người được đề cử là Bilayer, Sullivan và Lady Levy có thể lên chức ma vương. Bên dưới thì cãi nhau xem ai mới là người xứng đáng với ngôi vị ma vương đó còn ở tầng 666 Ba Tam Kiệt ma giới cũng đang ngồi họp ở đó. Nhìn tưởng căng thẳng thế nào hóa ra là hai người kia đang khoe cháu của mình. Lúc này Sullivan mới rỗng rạc tuyên bố từ nay đã có cháu rồi và còn khoe ảnh cháu của mình để hai người kia ngắm. Rõ ràng thằng bé cute đáo để. Rồi đến vụ ma vương ba người cũng đùn đẩy cho nhau bằng được chẳng ai muốn làm ma vương cả. Tưởng lên trước đó phải ngầu lắm chứ sao chả ai muốn nhỉ. Cuối cùng họ gác lại chuyện bầu ma vương và quyết định đi làm tô hủ tiếu cho sướng. Lúc này chú Henry là bố của Amery lên bắt Sullivan vì tình nghi đã xuất cảnh trái phép đến nhân giới. Thằng cháu thì ngồi ăn ở nhà ngon lành còn ông nó thì bị tóm đưa về song sắt. Tối đó ông gọi về cho Opera vì lo cho thằng cháu nhờ ông nên không ăn uống được gì nhưng ông yên tâm thằng cháu ông ăn khỏe chơi khỏe lắm. Sáng hôm sau cả lũ lo rốt sáng cho đại hội lần này vì cả phụ huynh sẽ góp mặt cùng với học sinh. Lúc này thấy Calego bị lên chức hiệu trưởng tạm thời do thầy hiệu trưởng đang ăn cơm tù. Còn ông thấy Robin thì cứ sồn sồn lên mà trong khi trước đó hai người đã không tốt đẹp rồi, ông lại trả đấm cho. Quay lại phòng ma đạo cụ lúc này Alice nói rằng sẽ cố gắng ngăn mẹ của mình tới dự buổi lễ. Lúc này Ami đi đến kể rằng bố mẹ của anh cũng thất vọng về anh và cũng sẽ chẳng tham gia buổi lễ này đâu khiến Iruma thấy rằng anh ấy rất giống mình. Ami nói rằng có một senpai bài rất yêu quý mình thì đúng lúc đó người đó gọi tới cho Ami, vừa mở cái điện thoại ra đã bị ăn chửi rồi. Đấy người anh tốt yêu quý đấy, bốn người họ bắt đầu đi tham quan lễ hội sở đoàn nào là siếc thú rồi đến gian hàng sở đoàn quyến rũ cùng các ma nữ ngon hơn người yêu cũ của bạn. Mà bạn làm gì có người yêu mà cũ với mới? Họ cùng nhau đến gian đất của mình thì bất ngờ thay NSO không bằng một phần năm gian của người ta. Các học sinh đi qua cũng rất xem thường gian hàng của Ami. Thế là Iruma gợi ý gian hàng mình làm pháo hoa. Cậu giải thích với mọi người rằng đó là một hỗ hợp thuốc nổ khi bay lên bầu trời sẽ nổ như hình bông hoa. Sau khi biết sư đoàn sẽ tổ chức đến tối thì cậu bắt đầu lấy kế hoạch để bắn pháo hoa. Thế là tối hôm đó họ làm đơn ngủ lại qua đêm ở trường để nghiên cứu tỷ lệ để làm pháo hoa. Vừa mới vào phòng thì ông anh Ami đã làm cho quả thuốc nổ tan phòng rồi. Họ hốt hoảng bảo Ami chữa trị vết thương đi vì vụ nổ đó to như thế thì Ami bảo không sao và bảo Iruma đi đến phía cậu. Iruma đi đến thì bị ngăn cản bởi một bức tường. Hóa ra đó là năng lực của Ami là barrier và cũng may nhờ có nó mà anh chưa bị đăng xuất đấy. Chứ anh thí nghiệm nổ ngày 10 lần thì sắc đâu mà còn. Lúc này Ami nói rằng cần có hình mẫu trước vì không biết nó trông như thế nào thế là iruma đi đến phòng của ameri để mượn cô vài quyển cấm thư ameri cho rằng đây là bảo vật gia truyền nên khó lòng mà cho mượn như khi iruma nói rằng cậu sẽ chế tạo ra pháo hoa như trong chuyện thì cô rất đắn đo như rồi vẫn giả vờ nói rằng buồn ngủ quá rồi để quyển sách ở bàn luôn hướng nghiện còn ngại họ cùng nhau cả đêm thức để tiến hành chế tạo và sau bao thất bại thì vẫn sẽ là thất bại cuối cùng thì họ cũng đã thành công chế tạo pháo hoa và bắn thử nghiệm nó đêm đó cả lũ chơi trò kể chuyện ma và ném gối với nhau sau khi cả lũ chơi xong thì Ami đi ra ngoài gọi điện thoại với người senpai Ani. Hóa ra họ đang có kế hoạch đánh sập trường Baby đó vì họ biết rằng lão hiệu trưởng đang vướng vào rắc rối không có ở đó. Sau khi các thầy cô thông báo về phần thưởng của đại hội sư đoàn thì các sư đoàn ngày càng nỗ lực hơn trong việc chuẩn bị. Ngay đại hội diễn ra ông nào ông lấy người cháy rực lại muốn tranh giải lắm rồi đấy. Bên này thì Iruma cùng Alice cũng đã chuẩn bị xong bệ pháo để chuẩn bị cho đêm nay. Mấy người khác bảo rằng cái sư đoàn rách này thì Iruma cùng Alice nhìn mặt kiểu tối nay bố cho chúng mày thấy thế nào là rách. Còn bên này Ami đi vào một mật thất bị mật sau bức tường. Anh nhìn vào cỗ máy tăng ma lực và bắt đầu âm mưu đánh tan trường Baby. Khi đang chuẩn bị thì Iruma bất ngờ đi vào khiến anh ta giật mình vì không hiểu tại sao Iruma lại biết căn phòng này. Những lúc như này chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ. Lúc này cậu hỏi tại sao Iruma tìm thấy chỗ này thì tất cả là do chiếc nhẫn đã kéo lôi cậu đến đây cậu khoe với Iruma về tấm gương đặc biệt có thể nhìn ra ngoài mà bên ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường. Anh nói rằng ý như này không phân biệt ai mạnh ai yếu cũng như cái ý nguyện của anh tạo ra một thế giới không phân biệt đẳng cấp. Iruma thấy vậy nói cũng tâm sự với Ami về những điều đã xảy ra khiến anh ấy phải thốt nên rằng đúng là hai ta rất giống nhau. Nhưng rồi Iruma đi lên thì hai người dưới kia sợ có chuyện chẳng lành thế là cả hai cùng đi xuống thì đúng thật Clara đã trang trí cái khẩu bắn pháo hoa như cái hoa luôn tối hôm đó mọi người về chuẩn bị mọi đồ đạc để hôm sau bắt đầu tổ chức buổi đại hội sư đoàn mọi người cùng nhau háo hức chuẩn bị còn sullivan thì háo hức trong tù đêm hôm sau cách ngày mới chỉ còn vài tiếng mọi người chuẩn bị cùng nhau tranh giải sư đoàn ai lấy đều rất nhiệt liệt để có thể tranh giải hạng đặc biệt lúc này một gian hàng mở bán mì thập cẩm cá nguyên con siêu to khổng lồ của bà tân Phí Lốc. tưởng rằng sẽ là món ăn để tranh giải thế mà iruma đi qua ché nhẹ cái hết mẹ nó đĩa thế là sập tiệm luôn chứ chờ đợi gì nữa đã thế Alice còn bồi thêm câu thế này Iruma phải ăn gấp đôi. Tiếp theo là đến gian hàng của Esabero. Cậu ta nói rằng gian hàng của mình sẽ đóng kịch giai thoại về ma vương và cậu ta sẽ trong vai ma vương. Những người bạn cùng lớp của cậu cũng đi đến đó và giới thiệu về các gian hàng của mình. Iruma cùng Alice cũng quay về để bàn kế hoạch tác chiến với kế hoạch một đòn tất thắng. Họ sẽ canh thời điểm đếm ngược của chính hội sau khi đêm trước chính hội kết thúc. Các học sinh sẽ tập trung ở quảng trường trung tâm để lắng nghe tiếng chuông bắt đầu chính hội. Căn đến lúc chuông ngừng vang thì sẽ bắn pháo hoa lên trời trước mọi ánh nhìn của mọi người và sẽ bắn ra từng đợt pháo hoa trong chính hội để giới thiệu. Đang phân tích thì Clara cầm ngòi châm châm vào tay Alice khiến ngòi bén lửa thế là cả ba ôm nhau nằm xuống. Nhưng cũng may quả pháo không hề nổ khiến cả ba hết hồn hà. Alice thì cũng bó tay không còn từ gì để nói với Clara. Khi nhòm vào trong lòng pháo thì phát hiện không thấy quả pháo đâu. Hóa ra Ami đã bê quả pháo để vào căn mật thất bí mật trên tòa nhà đối diện lễ hội còn phía bên này sullivan đang chơi cờ vua với đám người cai ngục với một tinh thần vô cùng lạc quan bố của ameri bên ngoài vẫn đang theo dõi tình hình và thấy rằng sullivan nhìn chỗ nào cũng thấy hiền lành ông quay sang hỏi một người tên ban thì hắn chính là kẻ đã đứng đằng sau việc báo cáo để tạm giam sullivan và cũng là người đứng đằng sau giật dây ami chiều tối iruma cùng alice tìm ami để chuẩn bị cho tối bắt đầu bắn pháo còn ami trên tầng thì đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó Tối hôm đó khi màn đêm vừa bao phủ Ami đã bóp vỡ viên ngọc trên cổ và tỏa ra một sức mạnh đặc biệt, tất cả trường bị bao phủ bởi một bức tường cứng cáp vô hình và Sullivan dường như cũng cảm nhận được gì đó. Tất cả học sinh rơi vào hỗn loạn, thầy Calego bảo những giáo viên tìm những giáo viên khác để dẫn dắt học sinh. Còn phía bên này thì Alice cùng Clara ở một bên phía kia còn Roma thì ở một bên khác của bức tường kính. Yuma nhận ra đây chính là năng lực của anh May các học sinh khác vẫn chưa nhận ra vấn đề hiện tại mà vẫn cứ nhởn nhơ tưởng rằng các thầy giáo có thể giải quyết hết. Lúc này hội học sinh cũng bắt đầu triển khai kế hoạch để dẫn dắt các học sinh. Phía bên này thầy Calego thử phá vỡ bức tường nhưng nó lại liền ngay sau đó. Thế là thầy Calego vừa đi vừa phá tường và suy nghĩ xem liệu điều này có liên quan gì đến việc Sullivan đang bị tạm giam hay không. Lúc này để tránh các học sinh hoang mang thì phòng truyền thông đã nói rằng đây là một trò chơi và mọi người phải di chuyển đến trung tâm hội trường là địch đến để chấn an học sinh. Cô giáo nào đó cũng triệu hồi một đống ếch để chúng bám vào bức tường để đánh dấu và mọi người đang tìm công tác để giải quyết sự việc này. Và mục đích của Ami cũng là dồn học sinh đến hội trường. Cô mở cái mini map ra và những học sinh nào đi sai đường cậu ta sẽ chặn đường để học sinh đó quay ra hội trường. Và anh to cho quả pháo hoa đến cỗ máy gác cô đó chính là cỗ máy hủy diệt trường và chính là mục tiêu của anh ta. Nhưng đột nhiên anh ta có ai đó đang tiến lại gần đó chính là Iruma. Còn bên này, sau khi nhận ra đây là năng lực của anh Ami thì Iruma rất lo lắng cho đàn anh. Alice liền vẽ cho một bản đồ của trường Babyu một cách mạch là không vấp chút nào. Clara lôi ra một đống hình nhân và cho chúng hoạt động còn Alice thì rót ma lực vào và bắt đầu định vị các chỗ tường để có thể dẫn Iruma đi đến điểm cậu cần đến. Alice dựa vào định vị đọc cách di chuyển cho Iruma còn Iruma thì chạy một mạch ngày càng gần Ami. Còn phía bên này thầy giáo Calego cũng đã tìm ra nghi phạm là Ami 53 với năng lực Barrier và bảo các giáo viên truy tìm đối tượng này bên phía hội trường thì do năng lực của ami khiến các cổng hội trại rơi xuống lúc này ameri đi đến đỡ học sinh và tuyên bố một cách hùng hồn đã im lặng thì phải im lặng mà đã ồn ào thì phải ồn ào trong im lặng nghe hội trưởng nói vậy đám học sinh cũng vô cùng hưởng ứng còn iruma bên này cũng đã tìm đến nơi của ami và hai người chỉ cách sau một cánh cửa iruma liên tục đập cánh cửa thì ami bất ngờ giải trừ bức tường để iruma ngã vào bên trong Lúc này Ami vén màn lên khoe chiếc máy Gabuko và quả pháo hoa sẽ làm mồi để nổ tung ngôi trường này. Bên dưới thì vẫn nhao nhao tưởng rằng đây là một trò chơi nhưng đâu biết rằng nguy hiểm đang chờ họ. Ami kể rằng gia tộc mình cũng là gia tộc cao quý với năng lực này người sở hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Ami thì lại là người có ma lực cực kỳ thấp khiến cả họ khinh bỉ và bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ. Cậu được đưa vào vườn ác đồng là chạy mồ côi ở ma giới nơi này sẽ nuôi dạy và uốn nắn những nhi đồng được gửi vào đây. Cậu vào đây thì cũng không khá hơn là bao và suốt ngày bị bắt nạt bởi lượng ma lực yếu kém cho đến một hôm cậu gặp cô bé muốn chơi chung với cậu. Cô bé có thành tích học tập không được tốt nên hai đứa cũng rất nhanh chơi thân với nhau. Cô bé còn tặng cho Ami chiếc khuyên tai kỳ vật để cậu có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Cứ tưởng mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp như vậy cho đến một hôm đám bắt nạt kia bắt cả cậu lẫn cô bé đó lại và ném cái khuyên xuống dòng sông dưới vực. Trong thoáng chốc Ami bộc nộ năng lực nhưng cũng không giữ được lâu và cái khuyên tai đó rơi xuống nước thất vọng tràn trề cô bé đó xin thôi học và rời khỏi ngôi trường đó. Tưởng rằng anh ấy nuối tiếc về cô gái đó nhưng thực ra anh ta có sở thích vô cùng biến thái là muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của người khác. Càng thất vọng anh ta càng cảm thấy thích thú và mê mẩn. Anh ta kể tiếp rằng anh ta gặp Annie trong sư đoàn nghiên cứu ma đạo cụ hồi anh còn bé. Anh ta kể rằng mình đã bẻ một chiếc sừng của mình cho cô gái đó và cô ta nhìn anh với vẻ mặt rất căm ghét khiến anh ta vô cùng phấn khích. Lúc này Ani nói rằng anh đã trở về nguyên thủy ngày trước ác ma nào cũng như anh đều thích những sự tuyệt vọng như vậy. Và anh ta nói rằng ma giới bây giờ không còn tiếng khóc than. Gầm giống cuộc sống yên bình đến buồn nôn và anh ta muốn những thành viên trong sư đoàn nghiên cứu ma đạo cụ sẽ đưa tình trạng hỗn loạn nguyên bản. Và thế là Ami gia nhập cùng với đội anh ta được anh ta mua cho rất nhiều thứ và trở thành học sinh của trường Baby. Và anh ta muốn hủy diệt Baby biểu tượng của sự cấp bậc để tạo thành sự hỗn loạn của ma giới. Quả pháo hoa họ cùng nhau nghiên cứu sẽ là thứ giúp phá hủy trường và chắc chắn họ sẽ tuyệt vọng. Anh ta nhìn vẻ tuyệt vọng của Iruma trong vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Lúc này khuôn mặt của Iruma bình tĩnh đến thảm nhiên bên một cái thùng để bước lên chỗ cỗ máy. Ami thấy vật hỏi rằng sau những chuyện đã xảy ra em luôn là kẻ thất bại tại sao em không tuyệt vọng. Lúc này Iruma nhẹ nhàng cười và nói tuyệt vọng thì làm gì có giúp được gì đâu. Từ lúc sinh ra em luôn đấu tranh khốc liệt quan rồi nên chút này thì nhầm nhò gì. Ami giờ mới nhận ra Iruma là thiên địch của mình. Iruma đứng lên cố gắng lấy quả pháo hoa ra khỏi bệ của cỗ máy, mặc dù rất đau nhưng cậu sẽ không chùn bước, nhưng Ami nói rằng lấy nó ra khỏi cỗ máy thì nó vẫn sẽ nổ và phải phớt nó ra bên ngoài. Bên ngoài thì mọi người chuẩn bị đếm ngược lễ hội bắt đầu. Iruma chạy giật nhanh ra ngoài ném thật mạnh sức mạnh tạo thành một con rồng ma lực như như đó chưa đủ. Ami tự tin nói rằng sức mạnh của em không thể phá vỡ bức tường của anh đâu. Lúc này Iruma bật nhẫn vào mốt ác thần dùng toàn bộ ma lực với câu thần chú Pandora. Sau lưng cậu mọc thêm cả cái cánh và giải phóng nguồn ma lực cực lớn phá vỡ cả bức rào chắn mà Ami tự tin vô cùng chắc chắn. Và đến khi mọi người kết thúc đếm ngược cũng là lúc quả pháo hoa phát nổ khiến mọi người trong trường ngước nhìn với vẻ mặt hân hoan. Còn Iruma thì được Ami đỡ bằng rào chắn và nói rằng tôi đã thua rồi. Quay lại thời gian trước đó lúc này thầy Kalego và Robin cùng nhau phá vỡ bức tường rào đi đến sân thượng. Thầy Rubin dùng năng lực dòng dõi là một phát xuyên tâm mũi tên sẽ bay đến mục tiêu mà không thể bị cản phá và nó bay đến sở thanh lâu bắn vào nơi mà Sullivan đang ngồi. Thế là ông đành xin phép ra về trước và khi về gần đến nơi thì Sullivan đã được ngắm quả pháo hoa đó. Khi còn các mảnh vỡ rơi xuống thì ông Sullivan dùng ma lực hội tụ chúng lại thành lốc xoáy rồi ném chúng ra xung quanh trường tạo lên vụ nổ pháo hoa bát hai. Các thầy giáo dùng toàn bộ sức mạnh để thị uy chấn áp Amy cậu nói rằng dù ngày không dàn trận thì tôi cũng sẽ không chạy trốn đâu sullivan hỏi kế hoạch này do ai thì cậu ta nói rằng đó là kế hoạch cậu ta ấp ủ bao nhiêu năm và đã bị phá hỏng bởi cậu nhóc năm nhất iuma nhưng cậu ta vẫn vui vẻ vì cảm thấy khuôn mặt thất vọng của mình cũng đâu đến nỗi tệ và sẽ không hối hận sau khi cậu ta bị giải đi thì iuma cũng dần tỉnh lại lúc này ông sullivan kể cho cậu hết mọi chuyện vừa xảy ra sau khi kể xong ông bế cậu lên vai ngồi và bế cậu ra trước mọi người Lúc này em xin nói rằng người đã chuẩn bị đóa hoa ánh sáng đó là học sinh danh dự Iruma mọi người đồng loạt tuyên dương cậu. Lúc này Amery chạy đến khen quả pháo hoa rất tuyệt nhưng cũng cay vì không báo trước giờ bắn và muốn đi ngắm cùng nhau. Nhưng lúc này mọi học sinh khác cũng chạy đến khen quả pháo hoa của Iruma và hỏi cậu ở sư đoàn nào. Lúc này Iruma ngại ngùng tuyên bố mình ở sư đoàn ma đạo cụ và quả pháo hoa được tạo ra với các thành viên là Iruma Gara Alice và anh năm Ba Ami. Trời cũng rạng sáng, Alice và Clara cũng chạy đến vui mừng cùng Iruma. Cậu cũng xin lỗi mọi người về những cục lửa của viên pháo hoa đó và cũng giấu chuyện của anh Ami với Alice và Clara. Họ bắt đầu tổ chức buổi lễ sư đoàn. Các học sinh sẽ bỏ phiếu cho sư đoàn mình thích và trên hết những người thân của các học sinh cũng ghé vào dự. Lúc này cả đại gia đình của Clara cũng đã đến tham gia. Đúng là nhìn Clara mà ra cả gia đình trông giống nhau y xì đúc. Đã thấy họ còn tiện tặng cho mọi người cả một buổi biểu diễn của đại gia đình cùng nhau quẩy nát sân chơi này mẹ của Alice cũng đã đi tới với thân hình bốc lửa nếu chịu được. Các ông nhìn xem mẹ hay là chị gái của cậu ta. Alice cố gắng kéo mẹ mình đi thì bà ấy không quên hôn gió Iruma một cái. Iruma thấy mọi người ai cũng có gia đình liền có phần hơi tủi thân nhưng Sullivan và Opera đi tới và rủ cậu cùng tham gia lễ hội, khiến cậu cảm nhận được niềm vui từ gia đình. Họ đi đến sư đoàn ma vương của Esabero xem cậu diễn kịch rồi đến sư đoàn của câu lạc bộ bong ném nhưng Opera nhẹ nhàng ấm giải đặc biệt trước sự tuyệt vọng của các thành viên. À không đến sư đoàn nào thì Opera cũng cần quyết tất cả không nể nang một ai còn Iruma chỉ biết đứng đằng sau xin lỗi mọi người. Tối hôm đó họ tiếp tục bán thêm ba quả pháo hoa để mọi người ngắm nhìn và buổi lễ sắp kết thúc các bạn cùng lớp của Iruma nói rằng cậu có gia đình tuyệt vời khiến Iruma rất vui. Họ cùng nhau đi chụp ảnh kỷ niệm và còn ít thời gian nữa là kết thúc. Họ bắt đầu công bố các sư đoàn thắng giải họ di chuyển vào trong để tuyên bố cho nó sang hơn và người đại diện trao giải sẽ là ameri đội trưởng đội chém thuê Ta nhầm hội trưởng hội học sinh đầu tiên là giải nỗ lực thuộc về sư đoàn sukubus họ được chọn vì đã làm không khí lễ hội hè tưng bừng hơn rất nhiều phần thưởng là một phòng sinh hoạt sư đoàn khang trang và đó mới chỉ là giải ba thôi tiếp theo là giải xuất sắc thuộc về sư đoàn ma thuật họ tạo ra các góc trải nghiệm ma thuật mới giúp đóng góp vào công cuộc phát triển ma thuật phần thưởng của họ là một năm dùng hắc thành thủy và giải đặc biệt họ đã thuộc về sư đoàn truyền thanh, trong sự kiện bất ngờ lẫn khó khăn họ đã bình tĩnh ứng phó rất nhanh chóng và với tinh thần kiên cường liên tục làm công tác truyền thanh không ngừng nghỉ và đáng tuyên dương thì họ rất xứng đáng được thăng hạng. Mọi người cũng hơi tiếc nuối cho Iruma về quả pháo hoa cực đẹp đó. Lúc này MC đứng lên phát biểu nhưng bị thầy Kalego đứng lên giật mic. Thầy nói rằng năm nay gặp nhiều khó khăn hơn năm ngoái và màn trình diễn công khai một màn màu mè nhưng nguy hiểm đáng lẽ ra phải có hình phạt riêng. Nhưng sau khi thảo luận thì các thầy giáo quyết định cho thêm giải thưởng trích kỳ một người trong sư đoàn sẽ được thăng cấp khiến cả hội trường hò reo lên. Và cả ba người cùng nhau đi lên và người được thăng cấp là Iruma. Vậy là cậu đã được đạt một mốc mới là hạng 3 Gmail. Sau đó là màn quốc ca của ma giới. Iruma cũng thuộc lầu lầu rồi hát theo rồi. Sau khi pháo viết các kiểu xong thì Iruma lúc này mới nhận ra mình đang thu hút cả đống sự chú ý. Đã thế cả đội bao truyền săn tin cũng bao quanh cậu để phỏng vấn và thế là câu chuyện của cậu được lên đầu trang báo và khiến iruma ngày càng vỡ kế hoạch hơn sáng hôm đó iruma lại tiếp tục đọc chuyện cho ameri thì lúc này cô phát hiện bố mình đang đi vào trong trường liền bảo iruma rằng mình bận rồi khi khác đọc tiếp khi iruma đang đi ra ngoài thì bố của ameri đi đến đòi tâm sự nhẹ với cậu hai người ra ngồi ghế bên ngoài anh ta nhớ lại tối đó Sullivan đang muốn về thì anh cứ gọi lại thì bị ông ta tạo áp lực đến nỗi không thể di chuyển và ông ta về với lý do vô cùng đơn giản là về với cháu trai Iruma của mình. Anh phán đoán Iruma chính là con người mà Sullivan cưỡng ép về lên đã nắn má nặn mặt kiểm tra xem cậu có bị thương hay hành hạ ở đâu không. Iruma hỏi ông đã từng bắt được con người rồi à thì ông chú liền trả lời bắt về thân trên đem đi làm thí nghiệm còn thân dưới thì làm nồi lẩu thái, khiến Iruma sợ ỉ chảy nhưng cũng là đủ thôi. Ông chú nói rằng những con người nguyên tổ đang xuất hiện ngày càng nhiều và nếu con người xuất hiện ở đây thì ông chú có phụ trách đưa người đó trở lại nhân giới lành nặn lúc này Ameri đi đến gọi bố khiến Iruma giật mình. Qua giới thiệu thì cậu biết được đây là bố của Ameri và cô đã khen Iruma là một ác ma ưu tú trước mặt bố. Cô còn kể mình cùng Iruma đã cùng nhau nói chuyện rồi uống trà và đó chính là tình yêu khiến ông chú đưa người lại. Người con giá mình nuôi từng ấy năm bây giờ cưới người khác thì mình ở với ai? Ông ta thất vọng gục xuống nhưng vẫn chốt câu tao không nhận mày làm con rể đâu đấy nhé. Khiến cả hai vô cùng ngượng ngùng và Ameri đành phải dìu bố đến phòng y tế. Lúc này Alice và Clara đi đến với vẻ mặt tươi cười nhìn Eruma. Cậu quyết định sẽ không thể để lộ chuyện mình làm con người được. Ở hội trường Makubari đang diễn ra một buổi hòa nhạc cùng idol Kuromu. Quay lại sáng hôm đó báo lại đăng tin của Iruma lên trang đầu của bảng tin. Và bản tin tiếp theo chính là Akudon Kuromu đang chuẩn bị sắp tổ chức buổi biểu diễn buổi live từ sáng tới tối. Alice giải thích rằng Akudon chính là tiêu trừ cái ác. Các ác ma thường có chu kỳ stress khiến suy nghĩ bạo lực và hung ác ngày càng leo thang. Để kinh hãm sự hung hãn đó thì thường sẽ tổ chức như trò chơi điện tử hoặc thể thao để ác ma giải tỏa stress và Akudon cũng chính là một trong các hình thức giải trí và giải tỏa áp lực của cả một đám đông. Vì thế Akudon rất được chào đón ở ma giới. Cả lớp nháo nhào đón chờ buổi list của cô mụ và còn khoe nhau rằng lần nào đến cũng tranh chỗ xếp hàng, về lúc nào cũng chật kín và những người ngồi ghế VIP và được gặp trực tiếp cô mụ. Sau buổi biểu diễn họ còn tổ chức ác thủ hội đó là buổi lễ chào bắt tay cùng với idol. Lúc này có thông báo từ phòng phát hành triệu hồi Iruma gấp. Còn phía bên này thì cô mụ cũng cảm ơn các đàn anh đã giúp đỡ mình trong buổi live. Độ dễ thương của cô bảy cong luôn cả các anh rồi. Khi cô vào phòng cỡ bộ tóc giả ra thì hóa ra đó là cô bé đeo kính với năng lực băng học cùng lớp với Iruma. Sau khi cởi bộ tóc giả ra thì cô dường như không còn tự tin nữa và còn cảm thấy quần áo mình mặc quá hở hang. Quay lại quá khứ thì các anh chị của cô đều được lời khen từ mẹ của mình riêng cô thì không có và cô cũng rất muốn nhận lời khen của mẹ. Một hôm cô đi ra ngoài cô nhận ra rằng mọi người như dừng lại với những tiếng bước chân của cô. Cô nhận ra rằng dù không nói gì thì mình cũng nhận được sự yêu ái. Cho dù là kẻ thất bại có năng lực yếu ớt thì mọi người vẫn đối xử tử tế với mình không ai xem mình là đứa ngốc. Kể cả bọn đầu gấu vẫn dịu dàng với cô. Thế nhưng dù cố gắng thế nào thì báo lúc nào cũng là Iruma đứng đầu bảng tin. Cô cáo đến nỗi đóng băng người vào may có cô quản lý nhắc nhở chứ không chắc đóng băng cả phòng mất. Cô tiếp tục ra sân chuẩn bị buổi live hát của mình. Sau khi hát xong thì cô nhận ra hôm nay Iruma cũng đến đây cổ vũ cho mình. Hóa ra Iruma và hai người còn lại được các anh bên truyền thông cho váy xem buổi biểu diễn vì họ hàng của các anh đó nằm trong ban tổ chức nên đã xoay sở để lấy được vé. Nhưng phần thưởng của giải đặc biệt của trường nên được đi phụ trách công tác tổ chức nên cho ba đứa vé để đi xem. Và đã thế Iruma còn chúng một suất gặp mặt riêng với idol chứ lại. Đúng là oan ra ngõ hẹp, nhưng vì quá hồi hộp đến nỗi cô làm cho Iruma tí thì chết cóng. Sau một hồi hai bên vật lộn thì Iruma xin phép ra về đã thế còn hẹn gặp lại ở trường nữa cơ chứ. Thế là bị cô mụ tóm lại ngay lôi vào trong phòng. Cô đóng băng Iruma lại thành tảng rồi đang tự hỏi tại sao cậu ta lại nhận ra mình cơ chứ. Sau khi giải trừ cục băng đó thì cô hỏi tại sao Iruma lại nhận ra mình là bạn cùng lớp của cậu. Hóa ra Iruma để ý từ cái nhỏ nhất từ cử chỉ ngón tay đến mắt kính rồi ánh nhìn. Nghe vậy Kumaru nghĩ rằng Iruma là fan bự của mình. Iruma lúc này mới nói rằng rất ngưỡng mộ Kuromu vì cô hoàn toàn chẳng nổi bật gì như vô hình trong lớp học nghe thấy vậy kumaru như chịu đã kích lớn vì mọi điều cô làm để nổi tiếng thì bị nói là như vô hình khiến cô tức giận chịu hồi băng đá nhưng đột nhiên cô ngã xuống và iruma đỡ dậy thì thấy bạn mình đang bị sốt nặng người quản lý cũng đã đến phòng và những người trợ lý cũng đến và nói rằng gọi bác sĩ đến nhưng kumaru có thể chất đặc biệt nên phải gọi người nhà đến thì sẽ tốt hơn iruma hỏi người nhà của cô ấy đâu thì người quản lý nói rằng họ không đến buổi biểu diễn của con gái mình và gia đình họ ở rất xa nên sẽ không kịp giờ lai được khi mọi người định cho dừng buổi biểu diễn thì kumaru ngồi dậy nói rằng phải trở thành một idol hàn chỉnh để nở mày mặt vì gia đình cô ai cũng đều có tư chất hoàn hảo với khuôn mặt sắc lạnh và năng lực điều chỉnh nhiệt độ hiểm có khi cô còn nhỏ cô thua xa anh chị mình nhưng từ khi xem một chương trình akudo thì cô thấy người đó tỏa năng lượng cho khán giả bên dưới nên cô quyết định sẽ trở thành akudo số 1 để chứng minh năng lực của mình nhưng cô lại ngất tiếp đi vì cơn sốt giờ lay cũng gần đến khán giả chen lấn nhau để vào chọn chỗ ngồi Ameri cũng được bố cho một vé nên cũng đến tham gia cho vui. Khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã trễ giờ lại. Cô khóc vì mình đã bỏ lỡ buổi lai like quan trọng nhưng thấy tiếng ồn bên ngoài. Cô cố gắng men theo đường tường để đi ra ngoài sân khấu. Lúc này cô thấy Iruma đang giả gái để biểu diễn. Quay lại thời gian trước đó, Iruma xin Alice và Clara giúp mình cùng nhau giúp đỡ Kumoru. Câu hỏi cô quản lý nhóm mình có thể giúp gì cho Kumoru được không nhảy múa, hát hò gì cũng được. Thế là Clara lúc này nghĩ ra một ý tưởng lớn cô lôi từ trong túi mình ra một thứ gì đó rồi tiến lại gần Iruma và Alice với khuôn mặt vô cùng nguy hiểm. Đến giờ lai khán giả gào hét đòi gặp Kumaru thì nhóm ba người Iruma đi ra. Họ được Clara cho mặc bộ váy và tóc giả gái khiến cả ba ai cũng xinh gái khiến khán giả vô cùng thích thú. Clara thì ngáo cần phê kẹo kéo. Alice thì bẽn lẽn dễ thương còn nhân vật chính là Akudon bí ẩn Iruma-chan. Thấy cả ba cố gắng vì mình như vậy Kumaru cũng không thể đứng yên. Cô tạo một bức màn băng và bắt đầu xuất hiện biểu diễn khiến cả khán đài như bùng nổ. Hai người Iruma và Kuromu cùng nhau song ca chọn vị tình yêu hát đầy đủ một bài khiến khán giả như nổ tung với vẻ dễ thương của hai người. Sau buổi diễn đó cô cảm ơn nhóm của Iruma và lúc này cô quản lý đi vào nói rằng gia đình của cô đã đến chữa trị cho cô rồi ra về trước rồi. Họ gửi lại một bức thư khi cô mở ra đó là lời khen từ mẹ của cô khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Iruma hỏi cô quản lý rằng sao họ lạnh lùng như vậy thì cô bảo rằng đó chỉ là bế nổi thôi. Họ vẫn cổ vũ cô ở nhà một cách rất nồng nhiệt rồi. Lúc này Iruma xin chữ ký của cô khiến cô thấy bất ngờ nhưng cũng chiều lòng fan ký cho cậu một chữ. Sáng hôm sau đi học cô hỏi tội Iruma sao vẫn đứng chọn trên trang nhất của bảng tin nhưng vẫn cảm ơn cậu vì đã cứu mình một bàn thua trông thấy. Còn Alice thì đang cố chặn họng Clara lại vì nếu chuyện này tuồn ra ngoài thì cậu sẽ rất mất mặt. Vẫn như mọi ngày Iruma ngủ dậy rồi ra chào ông rồi chuẩn bị ăn sáng. Sau khi ăn một suất khoảng 30 người ăn để lót dạ thì cậu cùng Alice và Clara đi học. Trên đường đi Alice và Clara còn solo chạy xem ai nhanh đến trường nhất. Rồi hôm đó họ lại bắt đầu những hoạt động thường ngày. Học ma pháp rồi đi tham quan này nọ các kiểu. Rồi chiều đó Iruma lại đến phòng Ameri đọc chuyện cho cô nghe. Nhưng càng nhìn thì Ameri càng thấy Iruma giống người trong buổi biểu diễn hôm qua. Cô hỏi Iruma có gì muộn phiền không thì cậu bảo rằng không. Khi đưa bánh cho Iruma thì vô tình chạm tay cậu khiến cô vô cùng hồi hộp. Chiều hôm đó họ đi học về rồi ăn uống đi ngủ. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở ma giới. Hôm nay Clara và Alice cùng nhau solo nấu món ăn cho Iruma xem ai mới là người nấu ăn ngon nhất. Alice đã mua nguyên liệu và thuê căn bếp để hai người nấu solo. Clara lôi ra công thức bí truyền trong quyển số mà Alice đọc trả hiểu nghĩa gì. Hai người định nấu ăn chung với nhau nhưng do bất đồng quan điểm nên hai người ai người đó tự nấu. Kara về nhà nấu nhưng cảm thấy món ăn của mình vẫn chưa đủ ngon, lúc này mẹ cô ra bảo rằng hãy nấu ăn bằng cả tình yêu, thế là cô dùng mọi cảm xúc của mình để nấu món ăn của mình một cách chân thành nhất. Còn phía bên này Alice cũng đã hoàn thành xong những món cậu nấu, mặc dù rất ngon nhưng cậu vẫn cho rằng những món này rất là tầm thường đối với Uma nên cậu muốn nấu món gì mới lạ hơn. Lúc này ông quản gia mang đến cho cậu con cá ngừ ma để cậu nấu. Nhưng Alice không thể ngửi được mùi cá nên cậu xa 2 mét và đeo khẩu trang kinh kháng khuẩn. Nhưng vì món ngon chưa đãi Iruma nên cậu cố gắng xử lý con cá đó. Sáng hôm sau mắt ai cũng thâm xì vào nhưng vẫn hoàn thành xong món ăn. Iruma nếm thử cả hai món thì món nào cũng ngon. Hai người hỏi cậu món nào ngon hơn thì cậu nói rằng ăn kết hợp cả hai món với nhau vị ngon gấp bội. Nói rồi cậu xúc một miếng cho hai người ăn cả hai ăn xong đều cảm thấy hương vị rất tuyệt vời. Nhìn thấy Iruma ăn ngon như vậy cả hai đã làm lành với nhau được 15 giây thì lại tiếp tục cãi nhau tiếp, khổ thế cơ chứ. Cậu nhìn lại hai người và nở một nụ cười vui vẻ. Dù sao mình cũng đã có những người bạn tốt ở ma giới rồi, câu chuyện đến đây là kết thúc. Nếu thấy hai mọi người hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Chào mọi người yêu yêu mọi người nhiều. Sometimes I think that it's better Sorry. To never ask for Please welcome <laughs> the Death Remix While there is inside, There is gonna be a flame